Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game và các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Đây là những tựa game kinh dị mình đã lọc vào đây. Ok, let's go. Continue. Ok, và tựa game này thì các bạn phải đi săn lùng, tìm những túi tiền, sau đó và tìm những con chữ số. Rồi các bạn tìm đủ thì các bạn mới thoát được khỏi đây này. Và các bạn ở trong tựa game này thì con ma nó sẽ chỉ đi ở xung quanh lan can thôi, và nó sẽ không được vào bên trong phòng. Cho nên khi các bạn mà gặp nó thì các bạn cứ chạy vào một phòng nào đó thì nó sẽ không làm gì được các bạn. Và tựa game này thì trốn thoát rất đơn giản thôi. Ok, let's go. Và khi ở gần nó thì nó sẽ rung và có tiếng kêu như thế này, và mình sẽ xem nó đang đi đường nào. Ok, nó đang ở dưới hầm rồi. Okay, let's go. Rồi bây giờ mình sẽ lên trên tầng 2. Ok, nó đang tầng 2. Rồi mình sẽ cưa cái mảnh gỗ này. Khi các bạn lên đây thì các bạn sẽ xuống vào một địa điểm nào đó. Ở đây là địa điểm ở dưới tầng 1. Ok, nó lại đang ở tầng 1. Và mình sẽ xem nó chỗ nào. Khi đó các bạn mà chỉ cần vào trong này thôi là nó sẽ không vào được bên trong. Nó lại lên tầng rồi. Ok, thế thì mình lại xuống dưới. Rồi các bạn cứ đi tìm tất cả xung quanh. Đó, các bạn cứ đi truy tìm tất cả những con số và tất cả những cái túi tiền. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ hai, Bendy Run, let's go. Ở đây thì có 3 món đồ. Thứ nhất là gạch và một viên gạch và một chiếc rìu và một cục sắt. Thì cái cục sắt đó là các bạn ném ông ta thì mất 3 máu, chiếc rìu thì ông ta mất 2 máu, và còn viên gạch thì chỉ ông ta chỉ mất một có 1 máu thôi. Ok, và do các bạn phải lên chọn. Let's go. Đây rồi, cục sắt đây rồi.
Tiếp tục cú sát tiếp. Ok, let's go. Rất là giỏi luôn. Okay. Tiếp tục vào. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang kênh thứ ba, Randy Chapter 2. Let's go. One day. Ok, mình sẽ lên trên này. Rồi, bà ta đang ở đây rồi bắn sẩy với tài chứ.
Chúng ta chui trong đây xong ta khóa cửa luôn. Tài thật. Ok, let's go. Rồi mình sẽ học quyển sách lái máy bay. Ok, let's go. Let's go. Còn lại mình còn phải tìm một chiếc chìa khóa để lấy một khẩu súng. Ok, đây không có gì. What? Oh my gosh. Không chạy qua đó. Không thì mình đáng lẽ phải chạy ra đằng sau. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư, Slender Rising. Let's go. Từ game này thì các bạn phải đi xung quanh map và tìm những bức hình mà gắn ở trong những cái map này. Và đây rồi, mình đang chuẩn bị tìm được một cái. Bức hình đầu tiên. Let's go. Ở trong này thì các bạn chỉ tránh mỗi Slenderman thôi. Khi các bạn đi xung quanh map, các bạn sẽ chắc chắn là sẽ gặp Slenderman. Và đâu đó các bạn thì phải quay đi thật nhanh, nếu không thì sẽ bị ông ta bắt mất. Ở đây là một khu rừng rất là nhiều cây to, và mình sẽ phải đi xung quanh để xem những bức hình. Đây rồi, bức hình thứ hai. Let's go. Khi các bạn thu thập đủ bức hình thì các bạn sẽ thoát được khỏi cái map này của ông Slenderman. Rồi lúc đó các bạn lại đi xem những cái map nào khác, rồi các bạn lại chơi vào, rồi chơi lại thu thập tiếp, rồi các bạn sẽ trải nghiệm từng map một trong game Slenderman này. Đây, như mình nghe như kiểu tiếng bước chân của ông ta. Trong này có một căn nhà rất là nhỏ nhưng không có gì. Tại vì nếu có gì thì khi các bạn đến gần ấy, thì nó sẽ có tiếng kêu. Và lúc đó các bạn sẽ chỉ đi xung quanh và tìm xem cái bức hình đó nằm ở chỗ nào thôi.
mình sẽ lấy nốt cái này. Sau đó thì mình sẽ chạy đi. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm những bức hình. Tìm đủ bức hình là các bạn sẽ hoàn thành được game và các bạn thoát khỏi map này. So ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Slender 2. Ok, let's go. Cái game Slender 2 này thì nó khác với Slender Rising ở chỗ là Slender 2 này thì là các bạn phải đi chụp ảnh ma, tức là các bạn đi săn lùng những con ma, nó sẽ vẩn vương ở trong những cái map này. Và các bạn phải trong một cái map thì nó sẽ có 7 con ma, và các bạn phải săn lùng và chụp từng con một. Thì khi chụp được 7 con thì các bạn sẽ hoàn thành được game. Nó khác ở cái Slender Rising, nó là ma nó bay xung quanh cho nên là các bạn bắt rất là khó. Ồ, con ma ở trong đây. Wow, nó đi rất là nhanh luôn các bạn nhá. Không kịp bắt luôn. Và khi các bạn bắt được một con ma thì mới xuất hiện con ma tiếp theo, cho nên là nó khó hơn là cái Slender Rising. Ok, mình sẽ đi xung quanh xem, bởi vì con ma này nó sẽ đi rất là nhanh. Đây rồi, có được một con. Ok, đó, các bạn phải truy tìm 7 con ma như thế này. Khi gặp Slender thì các bạn phải quay đi thật nhanh, nếu không thì khi các bạn nhìn ông ta một lúc thì ông ta sẽ bắt các bạn. Và lúc đó các bạn đã phải chơi lại game thì nó rất là lâu luôn. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo, Granny Chapter 1. Let's go. Blay, continue. Let's go. One day. Ok, mình sẽ cầm luôn cái lọ lòng bình này, ném xuống dưới đây. Sau đó mình sẽ chuột luôn. Xem con chim này nó đang nắm giữ cái gì. Một chiếc chìa khóa. Wow, và tạt đặt luôn cái bẫy đây thì ai mà đi đâu. Wow. Oh my gosh, không thể chạy kịp. Giá mà ta không đặt bẫy thì mình sẽ có thể sẽ vào được bên trong. Ok, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tựa game ma Slenderilla The School, một bóng ma trong trường học.
Ok, let's go. Rồi, và trong phòng này có một chiếc chìa khóa. Sau đó thì mình sẽ ra ngoài luôn. Bắt đầu mình sẽ đến phòng tiếp theo. Let's go. Các bạn nhìn rất nhanh luôn nhá, bởi vì là cái này nhìn rất là dễ luôn. Ok, let's go. Không có gì. Sau đó thì mình sẽ sang phòng tiếp theo. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang lan can bên kia. Khi tìm hết bên kia, mình lại lên trên tầng và tìm tiếp. Có gì ở đây? Cái đầu tiên. Tìm được 8 cái này thì các bạn sẽ thoát khỏi ngôi trường học ma này. Two. Ok, let's go. Theo sau đó thì mình sẽ tiếp tục lên trên gác và tìm tiếp. Đây là chỗ nhà vệ sinh. Wow, rất là nhiều chìa khóa luôn. Ồ, đây là phòng bếp rồi. Đó, các bạn cứ đi xung quanh và tìm những món đồ. 8 món đồ là các bạn có thể thoát được khỏi trường học 3 này. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Đây là một tựa game 3. Let's go. Wow, chỗ này chói quá, mình không nhìn thấy gì. Oh my gosh. So ok. Ok, và ở tựa game này thì mình cảm giác như là mình đang ở trong một mê cung. Một mê cung. Mà để nhớ được cái mê cung này rất là khó luôn. Chơi thật nhiều may ra mình nhớ được cái mê cung này. Ok, let's go. Quyển sách đầu tiên. Thôi mình Wow. Mình sẽ đi bên phải trước đi. Oh my gosh.
Rồi cánh cửa này đang bị khóa. Cánh cửa này thì các bạn phải nhặt được chiếc chìa khóa thì khi đó mới mở ra được. What the hell? Oh my gosh. Sách thứ ba đó, các bạn cứ đi xung quanh cái mê cung này, sau đó thì các bạn còn tìm 8 quyển sách, và khi đủ 8 quyển sách thì các bạn sẽ thoát khỏi ngôi nhà này. Đây là một mê cung rất là phức tạp luôn. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Granny Avin, let's go. One day. Ta lại không lên, không ở đây, bà ta đang xuống. Với cái tổng bà ta lại không xuống thì đồng lại vui. Oh my gosh, mình đã không để ý cái chỗ này rồi. Và khi các bạn dính ở đây thì các bạn sẽ không chạy được, trừ khi các bạn phải xem clip và gì đó thì các bạn sẽ mới thoát ra khỏi được cái cạm bẫy của bà ta. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái clip tiếp theo, Horror's Hobby Store 2. Continue, bên menu. Play, let's go. Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ phải đóng vai là một chàng trai, sau đó thì sẽ vào ngôi nhà này. Oh my god. Và ngôi nhà này để gọi là diệt trừ những cái lời nguyền trong cái lâu đài này. Let's go. Vâng, trong này thì có một chiếc chìa khóa. Ok, chạy thôi. Ở đây thì có một con quái vật, nếu các bạn chạy không nhanh thì nó sẽ lao vào nó cắn các bạn. Ok, let's go. Một chiếc chìa khóa. Ok, sau đó thì mình sẽ quay lại địa điểm và mình sẽ mở cái cửa ở dưới đây ra xem là cái gì. Đây rồi, let's go. Có một cô gái thì đang khóc.
ta nếu mà nào đến gần thì cô ta sẽ cắn các bạn chết. Anh chàng này thì đang ăn kinh, nói chung là rất là kinh khủng, chuồn ngay thoát khỏi nơi này thôi. Đây là một bức thư, rồi mình sẽ đưa bức thư này ra, khi đó lời nguyền sẽ kết thúc. Ok, so let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Mr. Granny. At least. Wow, ông ta đang cầm một con dao, thở như lợn luôn, rất là khiếp. Ở đây có một sợi dây à, cầm một xong ta lại biết ở chỗ này kìa. Ok, em sang, mình sẽ mở cánh cửa ra xem thế nào. Chết rồi, ông ta nhìn thấy mình rồi. Xe công an, xe cảnh sát. Oh my god, what? Oh my god. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.